anh Nam. Anh có muốn hợp tác với tụi tôi luôn không? Sao? Sao? Hợp tác không? Cho tôi hùng vốn với Xuân được không? Ê! Ê nha. Không biết là anh muốn hùng với chị Xuân đó là hùng tiền hay là hùng tình cảm. Ê, ta cái con nhỏ này nói gì vậy? Thôi mọi người bớt chọc lại đi. Anh á cũng giống như mọi người thôi, đều là người trong nhà với nhau cả, người nhà với nhé. Lại anh cũng giúp cho mọi người xúc tiến công việc, kết nối thương mại, cho nên á nếu như mà anh suy nghĩ kỹ, cân nhắc hợp tác với tụi tôi á thì anh cứ nói nha. Thôi bây giờ mọi người ở đây chơi đi, tôi đi lòng vòng vận động xí chứ mỏi chân rồi. Quá rồi, cẩn thận nha, từ từ thôi. Đi theo, nhanh lên. Xuân ơi, nhanh lên. Xuân ơi, ông này khờ quá hả? Cho coi với, coi với. Xuân. Có chuyện gì vậy anh Nam? Nón của Xuân nè. Vậy thôi hả? Với lại hồi lúc nãy tôi lỡ mà có nói gì không đúng á, Xuân đừng có để bụng nha. Đâu có gì đâu, hồi nãy tôi cũng nói rõ ràng mà, anh cũng giống như người nhà thôi, cho nên là anh cũng có thể tham gia cùng với mọi người. Nhưng mà Xuân nè, Xuân không biết, hay là Xuân giả bộ không biết vậy? Anh nói gì tôi không hiểu. Thôi, có gì mình nói chuyện sau ha. Xuân nè. Ê, chị cứng cẩn thận quá hả? Hồi hộp còn hơn con World Cup nữa. Gì? Cái đội trí quen. Bỏ rồi. Anh làm như vậy, mọi người thấy, mọi người hiểu lầm á. Buông tay tôi ra đi. Xuân. Bộ Xuân không cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho Xuân hả? Có. Nhưng mà tôi chỉ coi anh là một người bạn, một người anh trai thôi. Mình không thể nào tiến xa hơn được đâu. Lý do tại sao chứ? Xuân chưa cho tôi cơ hội thì làm sao mà biết được hay là không? Hay là Xuân... Không sao đâu. Tôi sẵn sàng. Tôi sẵn sàng làm cha của đứa bé mà. Không phải chuyện đó đâu. Hay là Xuân vẫn còn thương người ta đúng không? Thằng Nam nó tốt vậy á mà cũng không chịu nữa. Cái kiểu này á là còn mê ông Phúc chắc luôn nè. Nếu mà còn mê ông Phúc á thì tại sao không cho ông Phúc cơ hội ta? Khó hiểu quá. Đâu có phải còn tình cảm thì phải cho người ta cơ hội đâu. Cũng phải coi người đó có xứng đáng với mình hay không chứ. Cũng đúng. Giống nhành vậy nè đúng không? Tụi mình không thể nào đến với nhau được anh Nam à. Một người tốt như anh thì phải xứng đáng với một người tốt hơn tôi. Anh hiểu không? Vậy hóa ra anh có làm tốt như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không xứng đáng có được người mình thương đúng không? Ê, vậy tính ra tội nghiệp Nam á. Tự nhiên cứ bị kéo vô cái mớ bồng bông này. Vừa mất thời gian, vừa mất tình bạn mà không được gì luôn nữa. Xuân khờ thiệt á. Gặp người tốt vậy á, mà không biết giữ. Nè, anh đừng có nói vậy nha. Em thấy chị Xuân thật sự bây giờ đã trưởng thành rồi.
chị đã đủ tỉnh táo để biết được là mình cần ai, làm gì, đúng không? Còn lại mọi chuyện cứ để cho duyên số đi. Giải tán. Ok, giải tán. Giật tay chân quá. Đành bóp chân cho. Có hẹn với yêu thương phát sóng 20 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xếp lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.